Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 8 chỗ ngồi quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đã lăn bánh được 15 vạn km rồi. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi quý vị các bạn nhé. Màu bạc, 8 chỗ ngồi, rất là rộng, xe gia đình quý vị các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe Innova 2015 này các bạn nhé. Chia sẻ với quý vị các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa kịp dọn rửa đâu các bạn ạ. Tôi cứ quay trước lên đây, tôi giới thiệu trước cho quý vị và các bạn xem đã các bạn nhé. Màu bạc đây, chưa kịp dọn đâu, vừa mới phụt qua đi một chút thôi là tôi quay cho quý vị và các bạn xem các bạn nhé. Phiên bản 2.0e số sàn, xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi, từ màn hình, camera lùi, cảm biến lùi quý vị các bạn nhé. Dàn lốp cũng còn rất là dày luôn đấy, dàn lốp rất dày luôn. Phiên bản 8 chỗ ngồi, toàn bộ nội thất rất là đẹp rồi này, từ táp bi cánh cửa đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp. Và chiếc xe này thì không bọc trần này, vẫn còn nỉ trần nguyên. Đồng hồ công tơ mét là 15 vạn này. Màn hình, camera lùi đầy đủ rồi. Nội thất thì rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì đâu, chiếc xe này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, vừa mới mua về đây các bạn này. Nội thất ghế da rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 15 vạn km, rất đẹp luôn. Đấy, nội thất thì đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản MPV 8 chỗ ngồi. Đấy, nội thất rất là đẹp, rất là đều xe này. Ghế da nỉ trần còn nguyên và đều đẹp này. Đấy, lót sàn, sàn da rồi, trải sàn da rồi các bạn nhé. Hàng ghế ngồi thứ ba, tức là hàng ghế sau. Đấy, cái này thì nó hơi khô ở những cái này này, cho nên là mở lên là nó hơi kêu một chút các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2015, tính ra là 9 năm sử dụng rồi. Đấy, nội thất bên trong đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn, có thể nói là nội thất rất là tươi. Đấy, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất này từ những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cũng chỉ hơn 300 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Innova 2015 2.0e số sàn này các bạn nhé. Và đây, bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Chiếc xe này thì tôi mua về còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này, còn bẩn nguyên. Đấy, mua về còn bẩn nguyên các bạn nhé. Ốc cabo này, keo chỉ cabo này. Đấy, tem này rất là đẹp luôn, động cơ này rất đẹp luôn các bạn nhá. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì cả mà rất đẹp như này rồi đây. Đấy, máy móc rất đẹp luôn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e. Sản xuất năm 2015, biển Hà Nội, lăn bánh 15 vạn km rồi, giá chỉ hơn 300 triệu đồng thôi. Tôi đã để ở tiêu đề đăng của video rồi các bạn nhé. Đấy, thì quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Innova 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.